Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, ngày càng nhiều. Mới đây, tại thành phố Đà Lạt, hai nam thanh niên bị bắt giữ khi có hành động phát danh thiếp lạ có nội dung nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cụ thể, chiều 15 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang, ngăn chặn kịp thời hai đối tượng PLGB sinh năm 2003 và PVT sinh năm 2003 cùng trú tại tỉnh Bình Định có hành vi phát tán tờ rơi có nội dung vi phạm pháp luật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn các visit còn lại. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận được một người thuê phát lại các visit này ở khắp các tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng với giá 1.000 đồng một tờ. Sau khi cài các visit trên các xe ô tô, các đối tượng chụp hình lại, gửi cho người này sẽ được chuyển khoản. Mỗi ngày các đối tượng thực hiện khoảng 3.000 đến 5.000 tờ. Khi đến Đà Lạt thực hiện thì bị người dân tố giác và lực lượng công an bắt quả tang. Các có nội dung là hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hàng, hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ massage thư giãn tận nơi, hẹn hò tình cảm bằng cách truy cập vào đường link website, quét mã QR code và tải ứng dụng trên website. Theo thông tin điều tra, địa bàn hoạt động của các đối tượng tập trung vào các khu du lịch, cơ quan làm việc có nhiều ô tô, các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Người dân địa phương và du khách rất bức xúc với việc các đối tượng công khai quảng cáo các dịch vụ của phố đèn đỏ, mại dâm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố Đà Lạt. Qua kiểm tra mã QR, đường link dẫn đến các website trên các visit Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, các nội dung đều chứa nhiều loại mã độc chuyên dùng để đánh cắp các thông tin dữ liệu của người dùng. Mục tiêu của các đối tượng nhằm đánh lừa người dùng cài đặt các ứng dụng chứa mã độc vào điện thoại cá nhân. Khi cài đặt các ứng dụng này vào điện thoại, mã độc sẽ đọc được nội dung và tương tác được trên các ứng dụng khác, từ đó có thể nằm vùng như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, tại các website trên, các đối tượng hướng dẫn các thủ thuật để qua mặt các tính năng bảo mật của điện thoại. Để cài đặt các ứng dụng chứa mã độc trên đánh vào tâm lý tò mò, nhiều người dùng có thể sập bẫy các đối tượng. Các đối tượng quản trị website trên còn thực hiện hành vi lừa đảo, hướng dẫn người dùng nạp tiền để được sử dụng các dịch vụ mại dâm cao cấp, hướng dẫn người dùng truy cập vào các nhóm khiêu dâm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được các đơn vị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thận trọng, tránh bị sập bẫy kẻ xấu. Trong đó cần trang bị 3 kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, đó là hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng, trừ khi biết chắc thông tin được sử dụng có kiểm soát, chỉ cung cấp thông tin cho cá nhân tổ chức tin tưởng, sử dụng mật khẩu an toàn để bảo vệ tài khoản trên mạng, chủ động nâng cao kiến thức bảo mật, cập nhật tin tức mới nhất về các mối đe dọa bảo mật, học cách phòng ngừa sử dụng công cụ bảo mật như phần mềm chống virus và chống đánh cắp thông tin.